Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Kim Anh sẽ gieo vẽ trả vẽ cho cái em trai này. Thì nói chung về em trai này á, thì em trai này sinh năm 1994, em còn độc thân. Trước khi vào xem á, thì mọi người cũng nhớ nhấn giúp cho Kim Anh một like nha, và đăng ký kênh để theo dõi những clip Kim Anh đưa ra nó được tiện hơn. Nói về trên con đường bổn mạng của em trai này á, thì là đường bổn mạng cho thấy rạng rỡ sáng suốt tốt đẹp, nhưng mà đứng vào cái tâm trạng của em bây giờ là buồn bực chứ không có được thoải mái vô tư. Nói về trên con đường bổn mạng của cái tuổi Giáp Tuất này á, thì là bạn đứng vào là mạng là sơn đầu hỏa, mà bản tính của bạn thì cho thấy bạn là một con người sáng dạ, thông minh, trí thức tốt, nhưng mà cái bản tính của bạn này nói chung là hơi nóng tính, tự ái cao. Những ước mơ gì mà bạn ước mơ hay mong chờ trên con đường bổn mạng của bạn trong 5 năm qua thì cho thấy là chỉ có cái tiếng thôi chứ chưa có được miếng. Nhưng mà mọi sự thành công tốt đẹp có đến với bạn được hay không á, là bạn phải bước vào từ cái tuổi là 29 đổ về tuổi 32. Còn nói về trên con đường bổn mạng của bạn năm nay, bạn có thể xui vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Đó, bạn qua được 3 cái tháng này rồi á, thì nó sẽ tốt hơn và hay hơn. Nói về trên con đường bổn mạng của bạn, thứ nhất là bạn cẩn thận về vấn đề tiền bạc và chuẩn bị hao tài mất mát thì không tốt. Vấn đề thứ hai là về ao hồ biển nước sông suối thì không có nên tắm, là thứ hai. Còn thứ ba nữa là phương tiện xe cộ đi lại đi từ từ, không có nên chạy nhanh chạy ẩu thì nó sẽ dẫn đến xui xấu cho mình. Để tránh được cái xui cái hạ cái xấu thì nên từ từ thủng thẳng mà chạy. Còn nói về trên con đường công danh sự nghiệp của bạn á, nói về trên con đường tiền tài công danh sự nghiệp thì bạn nhờ vào cái đức của mẹ rất là tốt. Được nhờ vào đức mẹ tốt lắm, cho nên trên con đường công danh của bạn là luôn luôn á, được quý nhân giúp đỡ, kẻ thương người mến. Nói chung về con đường công danh của bạn mà từ 4 tháng đầu năm trở về trước á, đúng rồi, 4 tháng đầu năm trở về trước á, thì không có thấy giống ai hết á, không làm ăn cái nào nó nảy ra cái kia. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 âm lịch này đi lên, đổ về tới tháng 10 thì bạn sẽ có cơ hội là bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhưng mà cơ hội để thành công của bạn thì chỉ đạt được từ 50% tới 70% thôi chứ cũng không có nhiều. Nói chung trên con đường công danh sự nghiệp của bạn á, năm nay chỉ đạt được 2 chữ hạnh thông thôi. Còn mà mọi sự thành công được tốt đẹp trên con đường sự nghiệp công danh, cũng như mà để bảo vệ được con đường tiền tài của mình được vững chắc thuận lợi vững vàng, là bạn phải bước vào từ tuổi 29 về tuổi 32 thì mọi sự thành công của bạn nó mới được vững vàng. Còn năm nay nhắc bạn á, trên con đường công danh của bạn á, bạn cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi thôi, không có nên vội vàng nóng nảy. Cứ việc gì hồi giờ mình sao thì giờ cứ dậy làm, chứ đừng có nên vội vàng về một cái vấn đề gì hết. Vì một khi mà bạn đã vội vàng á, thì có chừng bị hao tài thất lộc chứ không có được cái vấn đề gì nữa. Còn nói về trên con đường tình duyên của bạn á, thì nói chung hiện tại bây giờ trên con đường tình duyên của bạn là đang quan tâm về bạn là hai đối tượng, một người mới và một người cũ. Theo về ơn trên cho thấy thì bạn có duyên với tình cũ hơn là tình mới, cho nên là tốt nhất trên con đường tình duyên của bạn á, là bạn nên quen với người tình cũ thì con đường tình duyên của bạn nó tốt hơn. Nhưng mà có một phần quan trọng nhắc cho bạn là trên con đường tình cảm của bạn hiện tại bây giờ cho thấy á, bạn là một con người có căn tu. Có căn tu là sao? Giống y như là bạn sinh vào cái ngày nhập tịch của giống kiểu cái ngày mà thành đạo đắc đạo của các vị ơn trên á, cho nên là ơn trên chấm bạn, giống y chấm bạn để hương khói hương quả cho ơn trên. Nhưng mà mình á là người phàm, cho nên mà một khi mà người ta đã chọn, các vị thần linh đã chọn bạn á, thì là thứ nhất là bạn là người có căn, thứ hai nữa bạn là phải là người có duyên thì mới đủ tu được. Nhưng mà vì mình là người phàm, mình có căn nhưng mà mình chưa có duyên tu được, cho nên cái mặt này để con đường tình cảm của mình á, nó không bị sóng gió trở ngại trắc trở thì tốt nhất là bạn nên xin và giải cái căn tu này. Chứ như mà bạn để cái căn tu này thì con đường tình duyên của bạn nó hay gặp lần đận sóng gió trở ngại. Tình yêu đến đẹp, tình chia tay không có lý do, là do nguyên nhân này. Nhưng mà chẳng những là nó ảnh hưởng về con đường tình cảm mà ảnh hưởng về cung tài, cung mạng của bạn luôn. Cho nên là mặt này bạn cố gắng lo lắng. Thứ nhất là mình cầu xin,
mình xin dâng trên. Và thứ hai nữa là mình giải cái căn tu này đi, thì con đường tình duyên cũng như con đường làm ăn sự nghiệp của mình, cũng như trên con đường bổn mạng của mình, nó được suôn sẻ, vui vẻ hơn. Chứ để như vậy thì con đường làm ăn nó cũng xấu, mà con đường bổn mạng nó cũng xấu, con đường tình duyên nó cũng xấu luôn. Nói hiện tại bây giờ về vấn đề tình cảm của bạn, nói chung bạn là một con người hào hoa, có duyên đi đứng xa đường, được người thương kẻ mến, tình cảm đến với bạn, không đến thì thôi, mà đến một lúc là hai người làm cho mình hơi khó lựa chọn, chứ không phải là không có tình yêu. Mà tình yêu đến với mình nói chung là cũng là điều là tình chân thật hết, chứ không có sự giả dối. Nhưng là vì mình là người có căn, cho nên là tình cảm nó đến đẹp nhưng mà hay bị sóng gió trở ngại, là do cái căn này cản trở bạn. Cho nên là tốt nhất là bạn nên giải căn ha. Đó là con đường tình cảm của bạn cho thấy như vậy. Khi mà mình giải được cái căn tu rồi á, thì con người mình nó mới minh mẫn sáng suốt, yêu đời, vui vẻ. Đó, bắt đầu là đứng vững trên con đường công danh sự nghiệp, cũng như là con đường tình cảm, cũng như là đường đi nước bước của mình trong con đường bổn mạng cũng vậy luôn. Đó là theo vẽ bài ơn trên cho thấy là như vậy ha. Chứ ngoài ra đường bổn mạng của bạn nói chung năm nay thì cũng tốt, chứ không có cái gì hết. Nhưng mà về vấn đề làm ăn của bạn năm nay, nói chung bạn là tuổi Tuất mà năm nay là năm xung, cho nên năm nay làm ăn mọi thử cái gì thì bạn cứ từ từ thủng thẳng thôi. Cứ mình làm tàn rồi cứ việc gì thì mình cứ làm thôi, chứ đừng có vội vàng nóng nảy bung cái này bung cái kia, thì có chừng hao tài thất lộc thì nó ảnh hưởng tới con đường tài lộc của mình thì không hay không tốt. Nhóm năm nay thì làm chơi chơi. Rồi bắt đầu qua năm á, thì là cái tuổi của bạn là bắt đầu là có sự nghiệp tốt đẹp đi lên rồi ha. Thì mọi người vào xem á, mọi người có ý kiến gì hoặc là muốn đóng góp ý kiến hoặc một vấn đề gì thì các bạn có thể bình luận ở dưới giúp cho Kim Anh nha. Rồi xin chào tất cả mọi người.